Vâng, xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Kawas. Hôm nay em sẽ lên cho anh em một cái bộ sưu tập mới về nhá. Đấy, thì hàng mới về lúc sáng nay và em lên luôn video cho anh em này. Ở đây thì anh em xem theo dõi em rồi thì sẽ biết thì đã có hai chiếc này là em đã từng lên video cho anh em rồi. Đấy, tuy nhiên thì hôm nay em về nhiều cái Grand Seiko quá thì em muốn để thêm hai chiếc này vào thành một cái bộ sưu tập Grand Seiko luôn. Đấy, thì anh em có thể nhìn thấy ở đây em đang có một chiếc Longines và một chiếc Zenith vàng đúc thôi. Còn lại là Grand Seiko hết, có 6 chiếc Grand Seiko. Đấy, anh em nhìn thấy này. Đây. Rất là đẹp nha. Đây. Có cái chiếc này là mức giá tốt nhất này. Đấy, thì em đang xả chiếc này còn 52 triệu. Đấy. Chiếc này rất là đẹp. Một cái bản có dạ quang của Grand Seiko. Và chiếc này nữa, chiếc này cũng giá rất là tốt với một bản đầu tiên là máy 2 bit 36.000. Thứ hai nữa là sử dụng bộ cây rất là đẹp của nhà Grand Seiko. Anh em nhìn thấy này. Bộ cây được đánh vát sâu xuống này. Giá bộ cây này là đây. Đây anh có nhìn thấy này, bộ cây là bộ cây 44GS anh em nhé. Đấy, những cái đường vát sâu rất là đẹp. Đây. Thực ra về nếu mà chính xác thì nó không hẳn là 44GS đây, nó sẽ khác nhau một chút, nhưng mà về cái form rất là giống cái bộ cây 44GS anh em nhé. Tiếp theo nữa là đây, chiếc này là đây, kiểu bản mặt đeo vân Iwate này, rất là đẹp. Đấy. Chiếc này em đang xả giá rất là tốt cho anh em chơi. Chiếc này này, chiếc này em đang xả chỉ còn 85 triệu. Đấy. Full hết anh em nhé. GS thì ở đây em có những chiếc này đều là full hết cho anh em, hộp sổ thẻ và nói chung là có cái gì hạng, có cái gì thì đầy đủ hết cho anh em, full phụ kiện. Đấy, chiếc này là bản limited này. Đấy, cũng là bản vân Iwate này, anh em nhìn thấy này, cái vân Iwate rất là đẹp. Bộ cây 44GS này. Đấy, em này bản limited rất là hiếm. Đấy, em đang xả giá rất là tốt, chưa đến 130 triệu. Tiếp theo nữa là một chiếc SBGA 453 bản limited, chỉ sản xuất đúng với chỉ sản xuất đúng 500 chiếc dành riêng thị trường Trung Quốc, cũng rất là hiếm. Đấy, trong đó em sẽ quay chi tiết cho anh em. Bây giờ em chỉ nói qua trước tình trạng cho anh em nhé. Chiếc này cũng full set này, bản 2 giây. Đấy, tiếp theo nữa là một chiếc Snowlake vẫn rất là đẹp. Đây các anh em nhìn thấy này. Đấy, Snowlake vẫn cực kỳ đẹp luôn. Chiếc này cũng full hết em nhé. Có thẻ bảo hành điện tử cho anh em. Và một chiếc Longines, một chiếc Longines Heritage vàng đúc nguyên khối 18K có moon face. Đấy, full lịch rất là đẹp. Cuối cùng là một chiếc Zenith. Một chiếc Zenith cọc kim cương này. Đây, cũng cực kỳ đẹp luôn. Chiếc này là dây zin luôn anh em này. Dây zin nó hơi cũ một chút. Đấy. Vàng đúc cọc kim cương. Ok, thì em sẽ lên từ cái chiếc 407 trước đi. Vì chiếc này em thấy rất là đẹp. Và cũng là hàng mới về luôn. Em sẽ zoom lên một chút. Quay cho anh em cho nó rõ nét nhé. Đây, chúng ta sẽ có một cái thiết kế Snowlake nhẹ nhàng và rất là tinh tế của nhà Grand Seiko. Thiết kế này có thể coi là cái thiết kế thành công nhất của nhà GS. Đấy, được rất là nhiều anh em Việt Nam mình săn đón. Đẹp, chiếc này thiết kế Snowlake nó rất là đẹp, nhẹ nhàng, tinh tế và cực kỳ sắc nét. Đây. Đấy, anh em còn nhìn thấy này. Cái đai ở mặt rất là đẹp. Toàn bộ kim cọc của chúng ta được đánh bóng theo công nghệ Yarasu anh em nhé. Một cái công nghệ đánh bóng truyền thống của Nhật Bản. Đấy. Cái công nghệ đánh bóng kiếm Nhật được ứng dụng trên đánh bóng của đồng hồ cũng rất là hay. Kính được sử dụng kính Sapphire Glass Box anh em nhé. Trước này thì trước đây em có lên cho anh em rồi.
Đấy, tuy nhiên cũng lâu lâu rồi em mới về thêm được một chiếc để giao lưu với anh em. Thì đợt này mức giá rất là tốt để cho anh em có thể sử dụng được. Đấy, đợt này em đang săn được giá cực kỳ tốt luôn. Cách đây khoảng 3-4 tháng thì em bán chiếc này với giá là 108 triệu. Đúng là đợt đấy em nhập cũng khá là cao. Bởi vì không có hàng mà giá đợt đấy nhập cao thật. Đấy thì đợt này em bán giá rất là tốt, chỉ với 98 triệu thôi anh em nhé. 98 triệu. Đấy. Anh em nhìn thấy này, rất là đẹp. Cái màu này là màu xanh da trời em nhé, màu xanh da trời. Nó rất là nhẹ nhàng và tinh tế. Toàn bộ phần vỏ chúng ta sẽ được đánh bóng hết. Cực kỳ tỉ mỉ, sắc nét. Size là size 40mm. Em này còn dây zin hết nguyên bản này. Full hộp sổ anh em nhé. Nói chung là đầy đủ hết giấy tờ cho anh em. Còn bảo hành hãng đến cuối năm 2023. Đấy. Và bên em sẽ bảo hành thêm cho anh em. Nói chung là bên em sẽ bảo hành thêm 5 năm cho anh em. Đấy, cho anh em yên tâm sử dụng nhé. Đây, rất là đẹp. Đây, anh em nhìn thấy này, kim Snowflake này, nó trôi này, cực kỳ là mượt mà. Đấy, có thể coi là kim trôi mượt tựa mây trời luôn. Cái kim báo cót ở đây em nhé, nó đang chỉ như thế này là sắp hết cót này. Bao giờ kim nó chỉ xuống góc 8 giờ này thì là cót đầy anh em nhé. À, anh em lưu ý giúp em cái vấn đề đấy. Đây em sẽ lên tay luôn cho anh em này. Đây. Đấy, lên tay 15.8 của em thì đang rất là vừa vặn. Nói chung anh em mà tay càng to hơn sẽ càng đẹp. Nhưng chỉ cần tay từ 15.5 trở lên là đeo đẹp rồi. Chiếc này đeo nó rất là nhẹ nhàng, thanh lịch và sang trọng. Em từng bán khá là nhiều chiếc này rồi. Thì hầu hết ai cũng rất là thích. Hầu hết các anh đều thích cái chiếc này. Đẹp thực sự. Ok, chiếc này bên em đang giao lưu là 98 triệu anh em nhé. Full hộp sổ. Thẻ bảo hành điện tử. Đấy, bảo hành 5 năm. Đồng hồ là cam kết chính hãng và zin 100% cho anh em. Đây. Đấy, cỗ máy này. Cỗ máy được hoàn thiện rất là tỉ mỉ và sắc nét. Chất lượng. Ok, tiếp theo nữa là chiếc SBGZ293 đây đi. Chiếc này là chiếc cũng là bản chiếc này bản limited anh em nhé. Đây em sẽ lau qua một chút thì nó hơi bụi. Đây. Này, anh em nhìn thấy này, chiếc này rất là đẹp. Bản này sẽ là bản có GMT anh em nhé. Đây, bóc cái siêu ra cho anh em. Siêu này thì là dán để cho nó chống xước thôi. Chứ nó không có gì cả. Đây. Đấy, một cái chiếc đồng hồ rất là đẹp. Đấy, anh em nhìn thấy này. Rất là đã luôn. Đây, anh em nhìn thấy không? Mọi góc cạnh của em này đều phát sáng rất là tốt. Nó tạo nên một chiếc đồng hồ nó cực kỳ lấp lánh. Cho dù nó không có kim cương. Đấy, không phải kim cương, không phải vàng. Nhưng mà cũng đủ để khiến cho con người ta, để khiến cho người đối diện phải phải nhìn thật kỹ chiếc đồng hồ này. Đấy, rất là đẹp. Đây em nhìn kỹ cái vân này, vân IWT của em nó này. Đấy. Size em này thì vẫn là size 40mm em nhé.
một cái size nó rất là vừa vặn với hầu hết cổ tay của anh em Việt Nam. Đấy, chúng ta sẽ có Grand Seiko này, Boutique này, đấy, Limited Edition này, tức là cái chiếc này chỉ được bán giới hạn tại các Boutique của Nhật thôi anh em nhé. Đấy, rất là hiếm, một số cái Boutique mới được chỉ định bán cái dòng này thôi anh em nha, cho nên là nó không có nhiều. Đấy, chúng ta sẽ có một cái cỗ máy 9S86A, một cỗ máy 2 bit 36.000 và có thêm chức năng GMT múi giờ thứ hai cho anh em xem giờ thế giới rất là tiện. Đây, em này thì full set em nhé, đầy đủ hết hộp sổ thẻ. Đấy, thì bên em đang sale giá rất là tốt, chỉ còn 128 triệu, giá cái thời điểm hiện tại quá tốt để anh em chơi rồi. Đây, rất là đẹp, nhóng nhánh này. Ok, lên tay ướm thử cho anh em nhé. Đấy, dây đang vừa tay em luôn này. Đây, lên tay này, anh em nhìn thấy không? Rất là chất lượng. Đấy, 128 triệu, chứ là đế thì nhiều 2021 anh em nhé. Nói chung là em sẽ check lại, khi anh em mua em sẽ check lại chính xác cho anh em. Em nhớ không nhầm là date cái tầm đấy, date mới. Và còn bảo hành hãng dài, và bên em sẽ bảo hành thêm cho anh em. Nói chung là tổng 5 năm bảo hành cho anh em yên tâm sử dụng luôn. Hàng thì chuẩn, bao check chính hãng toàn quốc, anh em yên tâm. Đấy, rất là đẹp, thực sự càng nhìn càng thấy phê. Tiếp nữa là một chiếc SBGA 453. Chiếc này là một trong những chiếc em cũng rất là thích. Đầu bởi vì cái thứ nhất là mặt xanh green, một cái màu mặt nó khá là hiếm của những dòng GS. Mặt này thì em nhớ không nhầm là nó chỉ xuất hiện trên những cái dòng Limited thôi của nhà GS. Đấy, cho nên là không có nhiều. Cái vân này nó rất là đẹp, tuy nhiên thì anh em phải ra cái điều kiện ánh sáng phải đủ lớn thì mới nhìn rõ được cái vân của nó, rất là đẹp. Đây, đây. Thực sự là ánh sáng ở đây nó không đủ lớn để mình nhìn được cái vân của em nó lộ ra. Đặc biệt là anh em nhìn dưới nắng ấy, dưới ánh nắng ấy, nó dọi vào ấy, thì nó lộ cái vân lên rất là phê luôn. Anh em có thể lên Facebook hoặc Zalo của em tham khảo hình ảnh em chụp ở dưới nắng ấy, thì nó lộ hết được cái vân của nó ra rất là đẹp. Đấy, thì ở đây thì anh em chỉ xem được gần như là một màu xanh đen ấy. Đấy, tuy nhiên ở ngoài thì nó sắc sảo hơn rất là nhiều. Đấy, điều kiện ánh sáng không đủ cho nên là nó không lên được vân. Em này thì sử dụng bộ vỏ thì giống bộ vỏ của em này em nhé. Đây, bản chất vỏ của chiếc này là sử dụng bộ vỏ của chiếc dây da này. Đấy, giống nhau hết nhá. Đây, giống nhau hết, không khác gì cả. Đấy, chỉ có khác là chiếc này dây thép thôi. Cái bộ vỏ này thì nó cũng rất là dễ chịu, rất là đẹp. Nó hài hòa. Đấy, và cũng cực kỳ là lành. Bởi vì các cái đường nét được người ta bo tròn hết này. Đấy, thì mình đeo, mình nhiều khi mình va quệt thì cũng không ảnh hưởng gì. Đấy. Những cái vỏ này rất là lành. Chiếc này thì em đang xả giá rất là tốt cho anh em chơi nhá, chỉ với 102 triệu thôi. Đấy, giá đây là giá xả luôn. Trước em có 2 chiếc thì em bán 1 chiếc rồi, còn đúng 1 chiếc này duy nhất thôi anh em nhá. Hiện tại thì em thấy thị trường Việt Nam chỉ còn đúng 1 chiếc thôi. Đấy, bản này bản Limited không có nhiều. Anh em yêu thích thì cứ inbox hoặc gọi trực tiếp cho em luôn nha. Chiếc này là full set 2 dây. Dây da và kèm khóa đi kèm tặng kèm cho anh em. Hộp nó rất là to khổng lồ luôn. Bản này thì ra mắt vào cuối năm 2021, tức là loanh quanh khoảng tháng 10, tháng 11 năm 2021 anh em nhé. Đấy, thì bảo hành hãng nó còn dài và cũng mới thôi. Tiếp theo nữa là một chiếc Grand Seiko. Đây. Đấy, chiếc này cũng nằm trong bộ sưu tập này anh em nhé. Đấy, cùng nằm trong bộ sưu tập này, nhưng em này là màu trắng, em này màu xanh. Thực sự màu xanh nó đẹp hơn rất là nhiều. Và thứ hai nữa, màu xanh là bản Limited, nó trên giá nó sẽ cao hơn khá khá anh em nha.
Đấy, nói chung anh em mà kinh tế hơi yếu một chút thì cân nhắc chiếc màu trắng này rất là hay. Đấy, chiếc này thì chỉ trên 80 triệu thôi. Chiếc này gần 130 triệu cơ. Tình trạng thì đẹp như nhau. Chỉ có cái là chiếc này là đét trước nhá, tức là đét, tức là cái logo đời cũ này. Đét em này hình như 2017. Đúng rồi, 2017. Đấy là đang được sử dụng logo đời cũ, còn trước kia là logo đời mới. Tất nhiên là logo đời mới bao giờ nó cũng đắt hơn rồi. Đắt hơn logo đời cũ rồi. Đây em sẽ lau qua một chút để nó hơi bị bẩn. Đây, anh em nhìn thấy này. Rất là đẹp. Thực ra mặt trắng thì nó cũng có cái đẹp của mặt trắng. Đấy. Mặt trắng thì nó sẽ rất là sáng, phù hợp cho những anh mà tay hơi đen một chút thì mình đeo lên tay nó rất là nổi. Đấy. Đấy. Chúng ta vẫn có một cái dial mặt vân IOT như trước kia anh em nhé, không khác gì cả. Chỉ khác cái là chiếc này mặt trắng và cái logo đời cũ thôi. Đấy. Máy móc thì vẫn thế. Vẫn là 9S86A. Đây, nói qua một chút về thông số máy của em này nhá. Chúng ta sẽ có 37 chân kính, tần số động sẽ là 36.000 VPH và tích cót là 55 giờ anh em nhá. Sai số khoảng 3 đến 4 giây một ngày. Đấy. Nói chung là chiếc này tần số động cao. Của máy 2 bit tần số rộng cao. Ở sai số thì là khá là chính xác. Đấy. Đây anh em nhìn này. Cái giá trị của cái tần số rộng cao này, kim trôi rất là mượt mà. Đấy. Đây, trên tay 15.8 này. Đấy. Nói chung tay 15.8 này đeo vô tư, đeo rất là đẹp. Đấy, cái form này rất là đẹp. Form 4GS này rất là đẹp anh em ạ. Nó bắt sáng tốt. Gần như mình chiếu các cái góc nào nó cũng đều bắt sáng cho anh em. Đấy, tiếp theo nữa là một chiếc cũng là 2 bit 36.000. Nhưng chiếc này giá mềm hơn rất là nhiều so với chiếc kia. Đây. Bóc nốt cái siêu ra cho anh em nhé. Chiếc này em đang giao lưu chỉ với 70, đang sale cho anh em chỉ còn 77 triệu thôi. 77 triệu. Đấy, một chiếc máy cơ 2 bit 36.000. Thiết kế cũng rất là đẹp. Không thua kém nhiều trước kia anh em nhé. Size thì vẫn là size 40. Một cái size có thể coi là cơ bản và thông dụng của đồng hồ. Đây. Đấy, rất là đẹp. Toàn bộ kim cọc của chúng ta đều được đánh bóng rất là sáng. Các cái phần góc vát này cũng thế này, được đánh bóng bằng công nghệ da Yasu cho nên là thực sự em nó bắt sáng rất là tốt. Mặt này là mặt trắng tinh luôn em nhé, mặt trắng tinh luôn. Bộ kim cọc rất là đẹp. Chiếc này cũng full hết anh em nhé. Chiếc này full box, em đang xả giá rất là tốt. Chỉ với 77 triệu thôi. Vẫn bảo hành 5 năm cho anh em yên tâm sử dụng. Đấy. Máy này,
9S85 này. Ok, một chiếc GS cuối cùng sẽ là chiếc để em nhớ lại cái mã em này, SBGA101 anh em nhé. Em này thì là size 41 này. Đấy, em này thì rất là rẻ, rẻ nhất trong cái chỗ này. Chỉ em đang còn xả chỉ còn 52 triệu thôi anh em nhé. Xả còn 52 triệu đây. Full hết hộp sổ giấy tờ cho anh nhé. Đây, anh em mình nhìn thấy này, chiếc này rất là đẹp. Chiếc này là cũng rất là hiếm, một trong những chiếc cực kỳ hiếm mà khi mà có dạ quang. Thực sự GS người ta không làm nhiều những chiếc đồng hồ mà có dạ quang như thế này. Đấy. Đấy, có dạ quang thì nó sẽ rất là đẹp. Bắt sáng tốt. Anh em xem giờ buổi đêm rất là tiện. Đây, đằng sau sẽ chuyện khắc đầy đủ hết thông tin nha em nhé. Máy vẫn là sử dụng máy Spring Drive 9R65 thôi. Của máy độc quyền của nhà Grand Seiko. Của máy 9R65 này thì chúng ta sẽ có 30 chân kính em nhé. Tần số động sẽ là 32.800 VBH. Và tích cốt là 72 giờ tương đương với 3 ngày. Đặc biệt là cái cỗ máy của chúng ta ấy, chạy cực kỳ chính xác với sai số chỉ khoảng cộng trừ 1 giây một ngày thôi. Máy Spring Drive này thì rất là nhiều các anh khách hỏi em là sử dụng có ok không, có bền không, lúc hỏng có linh kiện để thay không. Thì em xin trả lời anh em là thứ nhất là cỗ máy này rất là bền. Em bán Grand Seiko cũng được mấy năm rồi, 3-4-5 năm rồi. Đấy thì em chưa gặp một trường hợp nào phải bảo dưỡng Grand Seiko cả. Thực sự nó rất là bền, em chưa gặp chiếc nào phải nó phải bị hỏng hoặc phải đi bảo dưỡng cả. Đấy thì em nghĩ là anh em không phải lo cái vấn đề đấy. Cái thứ hai nữa là bảo dưỡng sửa chữa có đồ thay thế hay không thì em khẳng định là có anh em nhé. Trường hợp mà ở Việt Nam không có thì em đặt trực tiếp từ hãng về và thay thế là xong thôi. Cái máy Spring Drive thì bản chất của nó vẫn là máy cơ em nhé. Và em nó chỉ có một đúng một cái bảng mạch duy nhất là để chỉnh lại cái biên độ dao động và cái độ chính xác của cỗ máy cơ đấy thôi. Đấy, về cơ bản, về bản chất của nó vẫn là bộ máy cơ anh em nhé. Nó không có pin, nó chỉ có một cái bảng mạch để điều chỉnh lại cái độ chính xác và độ rung động của cỗ máy thôi. Đấy thì anh em sử dụng thì yên tâm, nó vẫn là một cỗ máy cơ như bình thường, vẫn lên cót tay, vẫn lên vẫn automatic như bình thường anh em nhé. Đấy, tức là vẫn đeo lên tay thì nó hoạt động. Đấy thì cái vấn đề đấy anh em yên tâm, không phải lo gì cả. Đây, chiếc này em đang xả giá rất là tốt, chỉ với 52 triệu này, full hết này, bảo hành 5 năm này. Đấy, chiếc này thì anh em mà tay hơi to chút thì đeo rất là đẹp. Đây. Đấy, lên tay 15.8 đây. Đấy, cái dáng bầu bĩnh rất là đẹp. Kính là sapphire cong lồi luôn này. Ok. Tiếp đến sẽ là chiếc Longines, một chiếc Longines vàng đúc nguyên khối 18K. Đấy, bản Chrono Wrap và full lịch anh em nhé, lịch thứ, lịch tháng này, lịch ngày và lịch moon phase. Đấy, một chiếc Longines flagship này. Đấy, toàn bộ là vàng đúc nguyên khối 18K, rất là dày. Ở đằng sau chúng ta sẽ có đáy của chiếc thuyền này. Đấy, cái đáy rất là nổi tiếng của Longines, của cái dòng flagship này. Chúng ta sẽ có mạ là L4.792.8 này. Ở đây chuyện khắc AU750 này, cân đều lưu đấu cho Vecna bên này này. Ở dưới này là cũng chúng ta sẽ có chuyện Sari. Đấy, thương hiệu và logo Longines. Em này thì là tình trạng là zin anh em nhé, zin nguyên bản này. Đấy, đồng hồ thì còn rất là đẹp, đẹp còn khoảng 98%. Chỉnh giờ, chỉnh ngày rất là dễ thôi. Đây. Ở trên này chúng ta sẽ có nút chỉnh lịch anh em nhé. Còn mình rút một nấc thì nó cũng chỉnh lịch ngày như bình thường thôi. Hai nấc chỉnh giờ. Rất là tiện. Size này size 40mm. Kim dây chúng ta đang trôi đây anh em nha. Còn cái kim này là kim chức năng của Chrono Wrap. Đấy, anh em lưu ý giúp em. Đây. Vàng cho em này sẽ là vàng hồng.
Đấy. Vàng hồng thì nó rất là đẹp và rất là dịu. À, kính là kính kính lồi em nhá. Kính lồi này, kính lồi và kính cong rất là đẹp. Giúp cho anh em mình nhìn á, giúp cho anh em mình nhìn thì nó có tạo một cái hiệu ứng cực kỳ đẹp từ cái chiếc đồng hồ này. Đây. Lên tay cho anh em cùng xem này. Tay khá là ok, tay em 15.8 đeo cũng ổn. Đấy, anh em mà tay to hơn tất nhiên thì đeo sẽ càng đẹp hơn nhá. À, tuy nhiên thì em thấy tay nếu mà từ tay em trở lên là cân đẹp rồi. À, là cân chiếc này đẹp luôn. Chiếc này thì em đang giao lưu là 112 triệu anh em nhé. 112 triệu bảo hành 5 năm. Đồng hồ cam kết chính hãng Z100%. Rất là dày, nặng vàng. Cuối cùng trong cái bộ sưu tập mới về này thì em đang có một chiếc Zenith. Một chiếc Zenith Elite này. Đấy, chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất là mỏng và sang trọng, thanh lịch. Đấy, cùng với cái bộ cọc kim cương này. Đấy, một thiết kế rất là đẹp. Mặt em này, mặt dial em này là dial xám anh em nhé. Mặt dial xám lông chuột và được trải tia Sunburst này, tạo nên hiệu ứng cho rất là đẹp cho chiếc đồng hồ chúng ta. Ở kính thì được phủ kính sapphire nguyên khối và được phủ chống loa AR xanh rất là đẹp. Đấy. Chiếc này thì bên em đang giao lưu giá cũng rất là tốt, chỉ với 134 triệu anh em nhé. 134 triệu bảo hành 5 năm. Bảo hành 5 năm và đồng hồ full box zin nguyên bản. Đây, anh em nhìn này, rất là đẹp. Em sẽ lên tay cho anh em cùng ngắm này. À, lên tay của em khá là ok, chiếc này càng dài cho nên anh em tay to vẫn có thể cân đẹp nhé. Đây. Đấy. Ok, như thế là em đã đi hết cái lô hàng mới của bên em ngày hôm nay. Thì bên cạnh em đang có một số chiếc cũ, có khi em lên luôn cho anh em nhỉ. Báo giá cho anh em luôn nhỉ. Thôi, chắc em để video sau đi, vì nó cũng khá là dài rồi. Đấy, thì em sẽ lên một những cái video chi tiết cho anh em nhé. Còn bây giờ thì đây, trước mắt là như thế này đã. Đấy, tối nay em sẽ lên sóng cho anh em. Anh em mà yêu thích chiếc nào cứ inbox hoặc Zalo cho em. Đấy, tất cả các cái thông tin liên hệ em cứ để dưới phần mô tả anh em nhé. Anh em có góp ý gì hoặc câu hỏi gì cứ để lại dưới phần comment cho em. Hôm nay thì mấy hôm nay em đang hơi ốm một chút cho nên giọng nó đang hơi khác. Đấy, hơi khó nghe một chút thì anh em thông cảm cho em nhé. Mấy hôm nữa em lại giọng thì em lại lên lại video tốt hơn cho anh em. Đấy, còn bây giờ em xin chào anh em nhé. Và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.